rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy ơi, anh Huy có biết á là chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của mình nhận được rất là nhiều thư của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về, và đặc biệt á là có cả các bạn nhỏ nữa đó. Mà anh Huy biết không, có một bé tên là Hương Linh nè, nhà ở đường Hai Bà Trưng quận 1, đã viết thư với một cái lời yêu cầu nhỏ nhỏ dành cho anh đó. Đâu em thử đọc thư của bạn ấy cho anh nghe đâu. À em thì lại quên mất tiêu đem thư rồi, nên em nhớ sao em đọc cho anh Huy vậy nha. Rồi. À bạn Hương Linh á nói là bữa trước có được mẹ dẫn đi ăn nhà hàng, trong đó có một món ăn bánh mì gì đó mà không có thịt cá anh Huy à, chỉ có cà chua nè, tỏi, nhưng mà ăn rất là ngon. Về nhà thì cũng kêu mẹ thử làm, nhưng mà như thiếu bí quyết hay sao á, không ngon. Nên nhờ anh Huy á hướng dẫn món ăn đó, mà không biết em nói vậy anh Huy biết món ăn gì không? Hôm nay đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, anh Huy muốn giới thiệu cho Ngọc Hương cũng như bé Linh và quý vị khán giả một món bánh mì rất là ngon, có tên gọi là bánh mì nướng sốt cà. Để chuẩn bị món bánh mì nướng sốt cà cho 4 người ăn, chúng ta cần có một ổ mì baguette, 100g nấm rơm, 3 trái cà chua thật là chín, nước cốt chanh, bột ớt, bơ, ngò tây, tỏi, lá húng quế tây, hành tím cắt hậu lựu nhuyễn, muối, tiêu, đường và sốt mayonnaise Lisa. Trước tiên thì chúng ta sẽ cắt bánh mì này ra thành từng khoanh. Dạ. Lát ha. Nè, em xếp lên đây, em đem nướng nha. Rồi, em xếp đó, em nướng giùm anh. Trong lúc mà chờ Ngọc Hương nướng bánh mì cho anh Huy, thì anh Huy muốn chia sẻ một chút xíu với quý vị khán giả về cái cách chúng ta làm cái cà chua này. Cà chua trước hết là chúng ta nên lựa cà chua cho thật chín, quý vị nhớ điều này. Về chúng ta chỉ cần phết ở cái cuốn cà chua một chút xíu. Dạ. Rồi cắt ở 4 góc trên của trái cà, trụng nhanh qua nước sôi, chừng 3 giây chúng ta vớt ra, lột vỏ và cắt hạt lựu như thế này. Dạ. Bước tiếp theo, nấm rơm sau khi sơ chế xong, chúng ta sẽ cắt lát. Hương thấy là anh Huy đã chuẩn bị một ít cái tép tỏi, chút xíu nữa chúng ta sẽ cà tép tỏi vô bánh mì. Dạ. Đã nướng còn một ít thì anh Huy sẽ dùng để cắt ra nhỏ và để xào chung với là nấm rơm. Dạ. Anh sẽ cho một ít bơ vô nè. Dạ. À món ăn này mình không sử dụng dầu ăn ha anh? Không. Phi thơm tỏi lên nè. Wow. Em gửi được mùi thơm rồi, rồi đó anh Huy. Mùi thơm bốc lên rồi đó. Cho toàn bộ nấm này vô. Hương đảo đều, anh Huy sẽ nêm một ít muối nè. Rồi, anh Huy cho thêm một chút xíu tiêu cho thơm. Ngọc Hương nhớ là khi xào nhớ để lửa to chút xíu để nấm không có bị ra nước. Dạ. Ha. Rồi, vậy là được rồi, tắt lửa giùm anh. Đây, cho toàn bộ ra dĩa. Anh Huy ơi, bánh mì được rồi nè anh. Được rồi, nhưng mà nhiệm vụ của em vẫn còn chứ chưa hết đâu. Bây giờ em để anh Huy xuống đây. Dạ. Anh Huy sẽ hướng dẫn Ngọc Hương làm tiếp. Cắt tỏi ra. Dạ. Mầm sơ đây tí xíu đi. Dạ. Đó. Rồi. Em sẽ dùng tỏi để chà sát lên phần bánh mì này cho anh. Ngọc Hương làm được không? Dạ được, nhưng mà em đang thắc mắc là không biết là mình mài tỏi trên miếng bánh mì vậy chi vậy anh? Ngọc Hương biết sao không? Khi mà chúng ta nướng vàng mặt bánh mì rồi, mài tỏi một chút xíu nữa ta nướng lại một lần nữa thì bánh mì sẽ rất là thơm mùi tỏi. Wow, hay thiệt đó. Trong lúc này thì anh Huy sẽ cắt nhỏ lá húng quế này ra. Huy ơi, em mài xong hết rồi đó. Đem bao tay vô, đem vô lò nướng lại một lần nữa cho anh. Ủa, nướng một lần nữa? Vậy thì em nướng cho nó vàng đều cái mặt bánh mì là được rồi. Em đem đi nướng nha. Đây, anh cho cà chua hạt lựu vô cái tô, cho nửa muỗng canh nước cốt chanh. Dạ. 1/3 muỗng ớt bột. Ủa mà anh Huy ơi, món này mình có ớt bột liệu có cay quá, các bạn nhỏ có ăn được không anh? Có thể cay mà không cay lắm đâu, cay chút thôi. Do đó nếu mà làm cho mấy bạn nhỏ mà không ăn cay được thì Ngọc Hương bỏ ít một tí xíu. Dạ. Củ hành tím mình cắt hạt lựu nhỏ thật là nhỏ cho đều, rồi bỏ vô trộn chung luôn. Sao mà anh Huy phải dặn kỹ là cắt hạt lựu? Đây chính là cái điểm khác biệt mà anh muốn nhấn mạnh để Ngọc Hương biết. Nếu mà chúng ta băm cái hành tím này thì hành tím sẽ ra hết nước ngọt. Dạ. Do đó khi mà chúng ta cắt hạt lựu thì hành tím sẽ giữ lại cái nước ngọt và cái độ giòn khi chúng ta ăn. À, một điều rất là hay. Rồi, anh tiếp tục cho lá húng quế vô nè. Dạ. Nửa muỗng đường. Nửa muỗng cà phê muối. Dạ. Được chưa anh Huy? Vậy là được rồi, mình đảo đều lên. Bây giờ thì mọi việc đã sẵn sàng hết rồi. Ngọc Hương, em bắt đầu xem anh Huy làm.
Dạ. Rất là đơn giản. Đầu tiên lấy một miếng bánh mì đã nướng rồi. Đây, cho một miếng sốt mayonnaise vô. Dạ. Em thoa đều khắp mặt bánh mì. Dạ. Bước tiếp theo, nấm rơm chúng ta xào để nguội. Em cho lên. Dạ. Cho cà chua lên ở giữa cho thật là đẹp. Dạ. Đây, có màu đỏ rồi. Cho ra dĩa. Bước tiếp theo là sốt mayonnaise anh đã ra trong cái bọc này. Dạ. Chúng ta sẽ bắt lên trên cho nó đẹp. Dạ. Anh ơi. Đây, anh Huy mời em thử rồi em cho cái cảm nhận của em như thế nào. Cảm ơn anh Huy. Bánh mì rất là giòn phải không Ngọc Hương? Ừ, đầu tiên á là bánh mì rất là giòn, giòn rụm luôn. Gia vị thì rất là vừa ăn của nấm rơm nè với lại cà chua. Mà anh Huy biết không, mùi thơm của tỏi cộng với lại húng quế tây á, tuyệt vời. Mayonnaise Lisa càng làm cho món ăn này thêm hấp dẫn nữa. Bạn Linh mê là đúng rồi. Để tìm hiểu thông tin về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, quý vị khán giả hãy gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188 hoặc gửi thư về cho chương trình ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Một lần nữa, thay mặt chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, chúc bạn Hương Linh cùng với quý vị khán giả sẽ chế biến thành công món bánh mì nướng sốt gà. Bây giờ thì Ngọc Hương và anh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.